Con này 2 kg không? 2 kg 2 thấy không? Em đoán ghê không? 4 kg 4 kg 4 rồi. Chuối này quả chuối gì? Ăn trái bự này hả? Trái này nè. Trái này hả? Trời ơi, một trái chuối mà nó bằng cái cầm tay luôn này má ơi. Vô lên. Cho xe lên trước đi. Sông nước miền Tây hữu tình. Hơn 20 năm bữa nay mới quay lại. Hồi xưa là chỉ có chèo bằng tay thôi. Bây giờ hiện đại quá, toàn là phà hết rồi. Thăm chợ coi làm sao nha bà con ơi. Đây chợ Trà Lộng. Chợ đây là mấy giờ mới đông Út? Út có mua đi. Út mua cái nào mua đi. Đó, cá bóng còn nhảy tưng tưng. Này người ta mới đi đặt về ha Út. Mua có mặn giùm luôn rồi đó, có mặn cho mày. Cái đó nhiêu tí vậy? Cá bóng này người ta mới đi đặt về luôn hả Út? Đó, mấy con nhảy tưng tưng kìa. Này này, đó này, này, nó này. Đó. Nó còn sống. Đây nữa nè. Đây. Này cá bóng nước ngọt. Ở đây nước ngọt hay nước lợ Út? Ở đây người ta bán toàn cá đồng nhiều lắm, nhất cá lóc. Người ta mới đi đặt về thôi. Rồi chưa? Đợi làm luôn hả Út? Chuột hả chị? Trời ơi, đã chưa này. Trời ơi, chuột. Ai ăn chuột không bà con ơi? Chuột, đã lắm. Này, nhiêu ký vậy? Ký 90 ngàn. Rồi, 90 hả? Em cảm ơn nha, em đi ra đây xíu đã. Dạ. Cái mình mua cái thùng đá.
Rồi Út cứ mua đi, chứ em chưa lên đâu. Em còn ở lại chơi mấy ngày nữa, không ai cho lên đâu. Vịt gà này ở trên đó là không thiếu, nhưng mà không biết sao Út về đây Út đòi mua quá trời. Ở này nó ngon hơn là ăn bảo đảm hơn. À cái này là, gọi là nước lạnh được không? À. Không có thuốc men, ở trên nó bằng keo. À cái này vịt vườn ha. Gọi là vịt nhà vịt vườn đây, nên chi người thành phố về tới quê hương ở Sóc Trăng mua gà vịt lên ăn nè bà con ơi, mua lần chục con đóng thùng. Con nói con mát rồi, để con cắt con khác chứ. Để con làm con đó. Chỉ măng ruột giùm em luôn. Thôi cứ để về đi chút xíu nữa quay lui lấy hả hay sao? Con đi chị cần đi, con tính tiền. Con này 2 kg không? 2 kg 2 thấy không? Em đoán ghê không? 4 kg 4 kg 4 rồi. Mang cái cuộc luôn nha chị. Rồi rồi rồi. Mang sạch hết trơn luôn mà. Có phơi nữa con má không? Hồi xưa chợ này nó rất là nhỏ, đơn sơ lắm, nhà lụp xụp. Giờ này nhà nước làm lại rất là lớn, rộng rãi. Rồi đi tiếp nào Út ơi. Rồi. Ồ, có 2 con ngỗng. Tô cũng con lươn bự. Này bà kia này. Đây con 3 kg, con to ha, đây con to kia ha. Bớt không cái gái? Cái này không có trọng chứ không có là... Không, về mình thích trộn sao? Chị mua thằng sẵn mà này là sao? Hả? Cái này chưa trộn, mình mua về mình ưa giả nấu canh, nấu ăn uống gì cũng được hết. Cái này người ta đã cái này mới ngâm sơ thôi mà ngâm muối à. Nó kêu trộn sẵn về chợ không có thời gian. Đi quay lại nè. Ơi cái này đâu có mấy đâu. Út ăn ăn cái này không Út? Trời ơi chuối. Chuối này chuối gì ta? Chuối trái quả. Nhiều trái à? Đó, trái bự 10.000, trái nhỏ 8.000. Mình ăn trái bự luôn đi, 10.000. Mua mấy trái? Một thôi, ăn trái cho biết thôi. Chuối này quả chuối gì? Chuối trái quả. Ăn trái bự này hả? Trái này nè. Trái này hả? Ờ, trái này. Trời ơi, một trái chuối mà nó bằng cái cầm tay luôn này má ơi. Chuối này ăn ngon. Rồi, trả tiền. Nè, chị có tiền lẻ. Một thôi, một trái, vừa đi vừa ăn cho nó đã. Này bẻ đi Út, bẻ ra ăn Út.
trời, làm sao một mình em ăn hết. Trời ơi, nó giống như là củ khoai quá. Thấy thèm á. Ăn thử trái này coi làm sao. Trời, mời bà con cùng thưởng thức cây nhà lá vườn còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Cái chuối này thấy ở thành phố không thấy. Ở trên mình bán 30.000 trái. 30.000 trái luôn hả? Mà sao em không thấy? Nhiều xíu mà ít có bán lắm. Ồ, mà ở đây cái trái có 10.000 mà nó bằng cầm tay này, ăn một trái này chắc lên tới lên nhớ đời luôn. Em mời bà con nha. Trời, trời ơi, trái chuối này bự hết biết luôn. Vô. Mời bà con cùng ăn chuối. Trời ơi, quá tuyệt vời. Bà con thấy cá lóc đồng này đó. Đây. Chuột nhiêu bán cũng đủ rồi bà con ơi. Ở đây đắt lắm, bán người ta mua về ăn rất là nhiều. Dạ con cá nó bò đi chị. Trời ơi, em về đây em thấy trái chuối em hết hồn, em ăn thử mà ăn không nổi rồi. Mới có một khúc mà trời nó còn dài này. Trời ơi, cái này ăn là lên tới đâu luôn rồi. Dạ. Nhìn trái chuối là ai cũng hết hồn. Đó. Mấy cây khóm này bự ra ha. Có răng ngoài này không Út? Ngoài đó. À, rồi vậy để em chạy ra đây xíu coi. Thôi ngang đây thôi đi về. Thôi ăn hoài không hết bà con ơi. Đây cũng có bơ. Có bơ rồi đó cậu. Dạ. Ôm em ra bên đò trước nha. Ra bên đò trước nha. Ít mà, xong rồi. Nãy em làm hết nửa trái rồi nè Út ơi, trời ơi còn nửa trái nữa. Trời ơi. Dạ. Bye.
sang trái suối nè tới chiều. Dạ đúng rồi, nó lo nguyên ngày luôn rồi. Vậy đi ăn đám cưới mà tới chỉ có ngó thôi. Chứ không ăn nổi nữa rồi. Ăn trái chuối này xong là phải ăn đám cưới. Mà chỉ có ngó người ta ăn thôi. Ủa ngọng ở đây mình bán nhiêu cặp á con? Ký số lầm ạ. À này con cái cũng được rồi má. Ở đây người ta bán thịt heo, người ta ngồi giọng nè bà con, vui không? Ở quê mình là đứng bất mỏi cả cái giò. Đây họ ngồi giọng vui không? Sướng không? Ồ hồi nãy nhiều mà giờ con ít vậy hả chị? Trời ơi bán đắt vậy ha. Mới 10 phút quay lại giờ còn có ít nè. Con mua mấy con cá lóc đồng này về để dành ăn nè Út. Mua về để dành ăn nè. Trái chuối mình nó bằng con cá lóc luôn thôi. Trời ơi nó to. Rồi ăn không nổi. để dành. Này bà con còn nhìn cái trái chuối nè. Trời ơi nó to hết biết luôn. Ăn mới chưa được nửa trái. Bà con thấy ở đây hay không? Người ta buôn bán, người ta ngồi trên giọng người ta bán. Mỗi nơi nó có mỗi cái phong tục khác nhau nè. Mỗi cái cách buôn bán khác nhau. Cá sặc, cá chốt này, cá chốt còn ngáp còn nhảy nè bà con. Em cảm ơn chị nhé. Sách hết ông Út. Rồi thôi đi về thôi. Rồi, tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con, cô bác lần sau.